những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua. Ông trùm Prigozhin hết tiền để hỗ trợ lực lượng Wagner ở Belarus. Điện Kremlin đang cố gắng miêu tả cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine là một thất bại. Quân đội Ukraine bẻ gãy nhiều cuộc tấn công dữ dội của Nga ở hướng Kupiansk. Ukraine đang tiến công thành công theo nhiều hướng cùng một lúc. Lực lượng Ukraine tạo vạc dầu cho quân đội Nga gần Staromayor, lính Putin buộc phải tháo chạy. Cảnh tượng nghẹt thở, xe tăng Ukraine rượt đuổi lính Nga trong làn đạn pháo sau khi họ không chịu đầu hàng. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thiên Ý mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Ông trùm Prigozhin hết tiền để hỗ trợ lực lượng Wagner ở Belarus. Kính thưa quý vị, Yevgeny Prigozhin đang tài trợ cho lực lượng Wagner bằng chi phí của mình. Điều này đã được nói bởi một lính đánh thuê hiện đang triển khai ở Cộng hòa Trung Phi và người vừa bay đến Nga trong một cuộc phỏng vấn với một blogger gốc Syria, Abbas Juma. Người lính này được giới thiệu là chỉ huy của một trong những nhóm tấn công của Wagner. Anh tham gia cuộc chiến tranh Nga-Ukraine trong các trận chiến Popasna và Bakhmut. Sau đó, anh ta ủng hộ cuộc binh biến của Prigozhin và quay trở lại Kha, nơi anh ta đã ở trước khi rời Ukraine. Thưa quý vị, người viết blog hỏi anh ta hiện có bao nhiêu chiến binh PMC Wagner ở Belarus và bao nhiêu người sẽ ở lại. Anh ấy nói rằng anh ấy không biết, nhưng nói thêm rằng chính Prigozhin đã trả tiền cho chuyến đi của họ. Người lính đánh thuê giải thích, tôi vẫn chưa biết, tất cả phụ thuộc vào kinh phí. Tất nhiên, theo những gì tôi biết, Prigozhin đang hỗ trợ họ bằng chi phí của mình. Nhưng ông ấy đã cảnh báo rằng điều đó sẽ không kéo dài lâu. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang làm việc trên các điểm đến ở châu Phi, bao gồm cả Cộng hòa Trung Phi. Ông nói rằng Bộ Quốc phòng Nga đã từ chối cấp máy bay để lực lượng Wagner đến châu Phi. Vì vậy, giờ ông chủ đã mua máy bay của riêng mình và vấn đề dường như đã được giải quyết. Prigozhin cũng bán cơ sở kinh doanh tại căn cứ PMC ở Sudan để trả đầy đủ cho các chiến binh. Tôi được biết rằng ông chủ, để thanh toán đầy đủ cho những người này, đã bán công việc kinh doanh tại căn cứ cũ của chúng tôi ở Sudan. Tất nhiên, thật đáng tiếc nếu đó là sự thật, bởi vì bây giờ họ đang ở trong tình trạng lộn xộn như vậy. Khi chúng tôi đóng quân ở đó, mọi thứ đều yên tĩnh, chỉ huy nhóm xung kích nói. Theo ông, lực lượng được xem là xương sống của Wagner đã đến Belarus. Người lính đánh thuê nói rằng nhóm hiện có từ 10 đến 15 ngàn chiến binh kỳ cựu có kinh nghiệm và chỉ huy quản lý. Điện Kremlin đang cố gắng miêu tả cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine là một thất bại. Điện Kremlin đang cố gắng miêu tả cuộc phản công của Ukraine là một thất bại nhằm nâng cao tinh thần của quân chiếm đóng. Điều này được báo cáo bởi RBC Ukraine, có liên quan đến báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vào ngày 27 tháng 7 rằng, trong những ngày gần đây, quân đội Nga đã tiêu diệt khoảng 60% nhân lực của Ukraine, cũng như 40% phi công không quân Ukraine trong khu vực phản công. ISW nhấn mạnh, Putin trước đây đã tuyên bố rằng các lực lượng Nga đã phá hủy một số lượng đáng kinh ngạc các thiết bị của Ukraine trong các cuộc phản công của Ukraine, mặc dù những con số của ông về các cuộc tấn công của Ukraine cho thấy rằng ông đã phóng đại những tổn thất có thể xảy ra của Ukraine. Việc giới thiệu cuộc phản công của Ukraine trên không gian thông tin của Nga vi phạm rõ ràng các chỉ thị do Điện Kremlin ban hành trước đó, chỉ thị cho các phương tiện truyền thông Nga không được hạ thấp tiềm năng của các hoạt động phản công thành công của Ukraine. Quân đội Ukraine bẻ gãy nhiều cuộc tấn công dữ dội của Nga ở hướng Kupiansk. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết, ở mặt trận phía nam Bakhmut, lực lượng phòng vệ đang dần dần tiến về phía trước. Đồng thời, quân phòng thủ Ukraine
đã đẩy lùi một số cuộc tấn công của kẻ thù ở Kupiansk mà không để mất vị trí. Bà cho biết, theo hướng Bakhmut ở phía nam, chúng tôi đang dần dần tiến lên. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực Klitschivka, Kudymivka, Andrivka. Giao tranh diễn ra khá ác liệt, kẻ thù bắn dữ dội. Chúng tôi đang đẩy lùi các cuộc tấn công của kẻ thù ở phía bắc Bakhmut. Theo bà Malia, kẻ thù đang tấn công theo hướng Kupiansk, cố gắng để chúng tôi ra khỏi tầm cao vượt trội. Hôm nay, quân phòng thủ của chúng tôi đã đẩy lùi một số cuộc tấn công mà không để mất vị trí. Bà ấy nói thêm rằng, một số cuộc tấn công của kẻ thù trong khu vực rừng Serebryansky cũng đã bị đẩy lùi về hướng Liman ngày hôm nay. Như Uninform đã đưa tin, người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine Andriy Kovalev đã thông báo trong một cuộc phỏng vấn với United News rằng quân đội của Ukraine tiếp tục tiến hành các chiến dịch tấn công ở phía Bắc và phía Nam thành phố Bakhmut. Quân đội Ukraine đang tiến công thành công theo nhiều hướng cùng một lúc. Các lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục tiến hành các hoạt động phản công theo nhiều hướng cùng một lúc. Có thông tin về việc giải phóng một điểm không có người ở trong khu vực Donetsk, về sự tiến bộ ở phía tây của Zaporizhzhia và theo hướng Bakhmut. Thưa quý vị, Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng quân đội Nga đang tiến hành các chiến dịch tấn công không thành công gần Nadezhda, Kasvatovo 14 km về phía tây nam và phía nam Novoselovskoye. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng các đơn vị thuộc Trung đoàn Súng trường Cơ giới số 7 là quân đoàn 11 của hạm đội Baltic, được cho là đã chiếm giữ các vị trí thuận lợi không xác định ở phía Kuzemovska, Kasvatovo 13 km về phía tây bắc. ISW không thấy xác nhận trực quan nào về những tuyên bố như vậy và Liên bang Nga có thể đang phóng đại về những sự chuyển hướng, sự chú ý khỏi các cuộc phản công của Ukraine ở những nơi khác trên mặt trận. Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng quân đội Nga đã tấn công bất thành ở khu vực phía nam Dnipro. Giao tranh ở khu vực Donetsk. Đoạn phim định vị địa lý được công bố vào ngày 27 tháng 7 cho thấy các lực lượng của Ukraine đang tiến về phía bắc Klitschivka, cách Bakhmut 7 km về phía tây nam. Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục các hoạt động tấn công ở phía bắc và phía nam Bakhmut. Các nguồn tin của Nga cho rằng lực lượng Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công gần Chelyabinsk, Bakhovka, Klitschivka, Andriivka và Severny. Thưa quý vị, vào ngày 27 tháng 7, các lực lượng Nga đã phản công xung quanh Bakhmut nhưng không đạt được kết quả nào. Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở phía bắc Kromovo, phía bắc và phía nam Klitschivka và phía đông Rusba. Các nguồn tin của Nga tuyên bố rằng vào ngày 27 tháng 7, các lực lượng Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công trên bộ, hạn chế ở khu vực Andriivka, Donetsk. Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng quân đội Nga đang tiến hành các chiến dịch tấn công không thành công gần Avdiivka và Marinka. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Anna Malia cho biết vào ngày 26 tháng 7 rằng người Nga tiếp tục cố gắng giải vây Avdiivka và giao tranh trong khu vực cũng căng thẳng như ở hướng Bakhmut. Ở mặt trận phía Nam, vào ngày 27 tháng 7, Tổng thống Ukraine Zelensky đã công bố đoạn phim cho thấy quân đội Ukraine giải phóng Staromayorsky, cách Velika Novoselka 9 km về phía Nam, sau các cuộc giao tranh ác liệt trong khu vực. Một số nguồn tin của Nga, bao gồm chỉ huy tiểu đoàn Vostok Alexander Khodorkovsky, bày tỏ lo ngại về khả năng giữ Euroyanoi của Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng quân đội của Nga đã tiến hành các cuộc tấn công trên bộ không thành công để đẩy lùi các vị trí đã mất gần Staromayorsky. Vào ngày 27 tháng 7, quân đội Ukraine tiếp tục các hoạt động tấn công ở phía tây của khu vực Zaporizhzhia và được cho là đã tiến vào khu vực này. Đoạn phim định vị địa lý được công bố vào ngày 27 tháng 7 cho thấy một xe bọc thép của Ukraine đã tiến đến các vị trí chống tăng của Nga ở phía tây bắc Verbov, tương đương với 17 km về phía đông nam của Orekhovo. Các ước tính tiền tuyến hiện tại của ISW khoảng 3,5 km.
Thực tế là chiếc xe đơn lẻ này của Ukraine đã tiến sâu vào tuyến phòng thủ của Nga, mà dường như không phải chịu hỏa lực của Nga, cho thấy rằng các lực lượng Ukraine có thể đã tiến vào vùng lân cận phía đông nam của Odrekhovo. Lực lượng Ukraine tạo vạc dầu cho quân đội Nga gần Stadion Mayorsky, lính biểu tình buộc phải tháo chạy. Các blogger Nga báo cáo về tình hình khó khăn ở mặt trận phía Nam, nơi lực lượng vũ trang của Ukraine đang tiến hành một cuộc tấn công dồn dập gần Stadion Mayorsky, tờ Dialog đưa tin. Blogger người Nga Romanov cho biết trên Telegram rằng tình hình đối với những người chiếm đóng khó khăn đến mức họ sẽ sớm buộc phải rút lui và rời khỏi khu định cư vì họ có nguy cơ rơi vào cái vạc của lực lượng vũ trang Ukraine. Thưa quý vị, tuy nhiên thì theo ông, nó sẽ gây ra phản ứng dây chuyền và ngay sau khi Mostaromayorsk, quân xâm lược có thể tháo chạy khỏi Urozhaine, nằm gần và ở phía đông, quân đội Nga hiện đang ở cả hai khu định cư. Romanov nhấn mạnh rằng lực lượng vũ trang Ukraine đang tấn công vào sườn của nhóm Nga và họ có thể đưa họ vào thế chân vạc, trong khi các lực lượng Nga đang quyết định các biện pháp chống trả. Ông nói, mọi người trên mặt đất đều nhìn thấy điều này, nhưng không có biện pháp đối phó nào được thực hiện. Các chỉ huy không có đủ thẩm quyền để giải quyết vấn đề này. Cảnh tượng nghẹt thở, xe tăng Ukraine rượt đuổi lính Nga trong làn đạn pháo sau khi họ không chịu đầu hàng. Một đoạn video cho thấy một chiếc xe tăng Ukraine đuổi theo các binh sĩ của Nga trong làn đạn pháo sau khi họ không chịu đầu hàng. Đoạn phim được quân đội của Ukraine thực hiện vào tháng 5 nhưng chỉ được công bố vào cuối tháng 7. Đoạn video được ghi lại gần Bakhmut, thành phố bị bao vây mà tháng đó đã thất thủ trước cuộc tiến công kéo dài hàng tháng của quân Nga. Lữ đoàn tấn công riêng biệt thứ 3 của Ukraine đã tiến hành một cuộc phản công chống lại quân đội Nga. Video có phụ đề dài khoảng 27 phút, có phụ đề bằng tiếng Ukraine. Thưa quý vị, trong video, một sĩ quan Ukraine ở trung tâm chỉ huy từ xa ra lệnh cho xe tăng tiến về phía một nhóm binh sĩ Nga, dường như không muốn từ bỏ chiến đấu, ngay cả sau khi người Ukraine khuyến khích họ đầu hàng. Sau đó, nó chuyển sang cảnh một chiếc xe tăng phóng từ trên không qua một khu vực cây cối rậm rạp về phía một nhóm lính Nga đang bắt đầu tháo chạy vào một bãi đất trống. Các chỉ huy quân sự đang quan sát từ xa, bắt đầu cười và chỉ vào những người lính đang chạy qua cánh đồng, với một số trận địa pháo đang đổ bộ gần đó. Tại một thời điểm, một người lính Nga dường như đã đầu hàng, giơ hai tay lên trời. Hãng tin Business Insider trích đăng video đã không thể xác minh video một cách độc lập. Không rõ chuyện gì đã xảy ra với những người lính Nga này. Phần mô tả video do lữ đoàn tải lên cho biết rằng chiến dịch được mô tả cho phép quân Ukraine tiến lên trên một khu vực dài 3 km và bắt giữ nhiều tù binh chiến tranh. Trong nhiều tuần trôi qua kể từ khi đoạn video được ghi lại, Ukraine đã nỗ lực chiếm lại Bakhmut. Lữ đoàn tấn công riêng biệt số 3 đã hành động ở đó vào đầu tháng 7, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.